Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc và tiền, những điểm nghẽn của ngoại giao Việt Nam. Năm vừa qua, báo chí Việt Nam được dịp ca ngợi hết lời về những thành tích của ngoại giao Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và ngành ngoại giao còn hồ hởi khen rằng khoe công trạng khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. Ngành ngoại giao đã tuyên phong cùng các bộ, ngành đẩy mạnh ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của cộng đồng quốc tế về vaccine, thiết bị y tế và thuốc điều trị, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đang say sưa trong men chiến thắng, vụ công an bắt bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự, đã như một cái tát vào mặt ngoành ngoại giao của Việt Nam. Đây là hình ảnh trước khi bị bắt vài tháng vì nhận hối lộ. Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân và chống dịch. Thực tế cho thấy những âm mưu bẩn thỉu, những trò chơi tham nhũng vẫn còn đó và vụ bắt bà Lan chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm đối với tình trạng tham nhũng trong Bộ Ngoại giao Việt Nam nói riêng và của tất cả các bộ ngành tại Việt Nam nói chung. Tham nhũng trong bộ máy công quyền Việt Nam được gọi bằng cái tên mỹ miều là lợi ích nhóm đã tồn tại từ rất lâu và rất sâu trong toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam mà Bộ Ngoại giao cũng không phải là ngoại lệ. Người ta đã bàn tán từ lâu mỗi chức vụ trong các cơ quan ngoại giao đều có giá của nó. Từ các vị trí vụ phó, vụ trưởng đến các chức vụ cục trưởng, thứ trưởng đều có giá cụ thể. Các cơ quan đại diện tại nước ngoài cũng vậy. Phải chạy mới đi được chỗ ngon, nước giàu. Từ đó mới ra nhà, ra đất, chứ không thì đói thối mồm. Trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua, quyền lực của cơ quan ngoại giao rất lớn trong việc quyết định danh sách những công dân Việt Nam đang ở nước ngoài được nằm trong danh sách hồi hương trên những chuyến bay giải cứu. Và những lợi ích phát sinh từ quyền lực này đã dẫn đến việc ba cục trưởng, cục lãnh sự cùng ba thuộc cấp phải sổ khám, tức là bị bắt giam. Những người quan tâm có thể đặt câu hỏi rằng nếu như nhiều quan chức ngoại giao cần tiền như thế, thì việc tình báo Trung Quốc xâm nhập vào cơ quan ngoại giao Việt Nam sẽ không hề khó khăn gì. Vì tình báo Trung Quốc sẵn sàng chi rất nhiều tiền để mua thông tin, cũng như tạo ra các cách để chi phối đến những chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây là hình ảnh 4 cán bộ lãnh đạo Cục lãnh sự bao gồm cả Cục phó, Cục trưởng bị khởi tố vì ăn hối lộ trong chuyến bay giải cứu công dân trong đại dịch với giá cắt cổ. Sẽ có những người bênh vực ngành ngoại giao thì nói rằng đây chỉ là hoạt động kiếm sống của nhân viên ngoại giao nói chung, vì ngành ngoại giao rất đặc thù nhưng thu nhập lại rất ít ỏi. Lãnh lương như tất cả các cán bộ công chức của Việt Nam khác, nhưng sinh hoạt tại các cơ quan đại diện nước ngoài thì phải trả bằng ngoại tệ. Nhưng các nhân viên ngoại giao này biết ăn tiền ở đâu để tránh khỏi bị tình báo nước ngoài mua chuộc. Thế nhưng đã gọi là tình báo thì các biện pháp mua chuộc và xâm nhập là vô cùng đa dạng và phong phú, dễ gì các nhân viên hám tiền lại thoát được cơ chứ. Câu chuyện tham nhũng của bà Lan cũng cho thấy vai trò của ngành ngoại giao chưa được đặt đúng mức trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Trong ba bộ liên quan đến việc hoạch định chính sách đối ngoại bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, thì Bộ Ngoại giao xếp hàng chót. Ngoại trưởng Việt Nam hiện nay còn chưa được vào Bộ Chính trị, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an luôn là ủy viên Bộ Chính trị. Lương của ngành công an và ngành quân đội cao nhất trong bộ máy công chức của Việt Nam, còn ngành ngoại giao thì lương không đủ sống, nên anh em phải đi kiếm thêm. Chưa kể đến việc trong quan hệ với Bắc Kinh, ngành ngoại giao luôn bị gạt ra khỏi những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước. Phóng viên Huỳnh Than, tên thật là Hoàng Ngọc, có nhiều tư liệu về một nhân vật tài năng ngoại giao, đó chính là cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch ở giữa và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp người đồng cấp, đồng sáng lập Đảng Xã hội Pháp vào năm 1982. Những năm đầu 1990, vì Trung Quốc không ưa ông Thạch, nên hội nghị Thành Đô, ông Thạch đã không được tham dự và không được cung cấp thông tin. Giáo sư, tiến sĩ Vũ Dương Huân, người đã từng giữ chức vụ Giám đốc Học viện Ngoại giao,
nguyên trưởng ban nghiên cứu lịch sử ngoại giao cho biết như sau. Khoảng 2-3 tháng trước đại hội lần thứ 7, tức là tháng 6 năm 1991, có rộ lên tin tức là Trung Quốc đang tìm cách hạ bệ ông Thạch vì ông chống Trung Quốc. Nhưng thực tế là ông chủ trì hội nghị, chủ trì nghị quyết số 13, mà một trong những nội dung quan trọng là giải quyết vấn đề Campuchia và bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Để nói về giai đoạn lịch sử này, chúng ta cũng có thể dùng câu nói của ông là thực tiễn sẽ trả lời. Tuy nhiên, có những góc khuất đằng sau những trang báo cáo chính thống đó. Chính vì vậy, sau này, phóng viên Huỳnh Phan có đưa lên trang Facebook của mình những lời kể về bài viết về ông Nguyễn Cơ Thạch của mình nhưng bị ngăn không cho đăng báo. Huỳnh Phan trích dẫn lời của giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân cho biết như sau. Quan điểm của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, nhưng Việt Nam phải bảo vệ được quyền lợi dân tộc của mình. Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Di Niên lúc đó là trưởng đoàn đàm phán cấp cao, chuyên viên chuẩn bị cho cuộc gặp hội nghị ở Thành Đô từ ngày 3 đến 4 tháng 9 năm 1990, nói rằng quan điểm của Việt Nam là trước bàn về bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, sau đó mới bàn về vấn đề Campuchia. Nhưng Trung Quốc phản đối, đòi làm ngược lại. Hai bên cãi nhau suốt hơn một ngày, cuối cùng tôi phải điện về nước xin ý kiến. Lãnh đạo cấp cao đã nhượng bộ với quan điểm của Trung Quốc. Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Di Niên đã nói như vậy. Đây là hình ảnh hội nghị Thành Đô không có mặt Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch vì phía Trung Quốc không muốn ông Thạch có mặt nên phía Việt Nam phải nhượng bộ. Khi sắp đến hội nghị Thành Đô, Đặng Tiểu Bình đã đánh tiếng với lãnh đạo chóp bu của Việt Nam thông qua Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Lào Cây Sonil thăm Trung Quốc rằng Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch có ý đồ gây rối. Vì quá muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, nên ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đồng ý không để Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch tham dự phái đoàn mà chỉ cho Thứ trưởng Đinh Nho Liêm tham dự. Phía Trung Quốc biết rất rõ Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là một nhà đàm phán rất giỏi từ Hội nghị Geneva về Lào năm 1961 đến năm 1962 đến Hội nghị Paris giai đoạn 1972-1973. Nên nếu ông tham gia Hội nghị Thành Đô, Trung Quốc khó Việt Nam phải chấp nhận giải pháp đỏ. Chính họ đã gây chia rẽ trong nội bộ cấp cao của chúng ta. Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Di Niên nhắc lại. Một nhà ngoại giao rất có tài năng ở Việt Nam như ông Nguyễn Cơ Thạch, nhưng trước sự can thiệp của Thiên Triều, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh nhà ngoại giao tài năng này để làm đẹp lòng Bắc Kinh. Nói thế để hiểu vai trò của ngành ngoại giao ở Việt Nam là như thế nào. Và câu chuyện của ông Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh thì sao? Vào năm 2011, khi ông Nguyễn Phú Trọng mới tái đắc cử Tổng Bí Thư, đã có ngày chuyến đi ra mắt Thiên Triều. Để tạo dấu ấn ngoại giao cho tân Tổng Bí Thư, Bắc Kinh đã cho người soạn thẳng bản thảo thuận về nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc vào ngày 12 tháng 1 năm 2017. Điều đáng nói là văn bản này hoàn toàn là do Trung Quốc soạn thảo trước, phía Việt Nam chỉ có thể ký vào mà thôi. Thậm chí mấy chuyên gia về luật quốc tế của Bộ Ngoại giao Việt Nam muốn vào để tham gia đàm phán những điều khoản bảo vệ lợi ích của Việt Nam thì bị đuổi ra ngoài với lý do đây là do hai đảng Cộng sản quyết định, không có chỗ cho Bộ Ngoại giao chen vào. Chính vì vậy sau này thỏa thuận này giữa bản tiếng Trung và bản tiếng Việt có một số khác biệt. Bản tiếng Trung ở điều 4 được khẳng định hai quốc gia sẽ tìm kiếm giải pháp bằng cách gác tranh chấp cùng khai thác. Còn bản tiếng Việt thì ghi là hợp tác cùng phát triển. Điều này cho thấy vai trò của ngoại giao đã bị lép vế trước cơ quan ngoại giao của Đảng. Mà nhiều khi, chính vì vậy, các văn bản mà Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa Việt Nam vào thế bất lợi trên rất nhiều lĩnh vực. Với những điểm nghẽn về chế độ đãi ngộ, cũng như vai trò tham gia hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam như vậy, thì dù ngành ngoại giao Việt Nam có nhiều người tài giỏi đến mấy, cũng chỉ có thể là múa tay trong bị được mà thôi. Vì thế, khi có thời gian tới, người dân Việt Nam lại khám phá thêm được nhiều thành tích đen tối của ngoại giao Việt Nam khi chính các cơ quan công quyền khui ra thêm nhiều vụ ăn bẩn khác. Cứ như thế, liệu thái độ chống cường quyền Bắc Kinh là thật hay là các diễn biến, diễn trò mà thôi? Các bạn vừa nghe bình luận của tác giả Nguyễn Quang Khai. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cao tốc Bắc Nam
ngổn ngang thách thức. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đang kiểm tra, đôn đốc các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Hôm 5 tháng 2, ông Chính cùng đoàn quan chức cấp cao tới nắm tình hình các dự án cao tốc Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây. Một ngày trước đó thì ông lại chủ trì kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra dự án Cao Lâm - Vĩnh Hảo. Trong cuộc họp, Thủ tướng Việt Nam cho biết qua kiểm tra thực tế và làm việc có hai vấn đề nổi lên cần được giải quyết liên quan đến các dự án cao tốc. Hai vấn đề là: vấn đề thứ nhất là mỏ vật liệu thông thường cho các dự án cao tốc. Trang web của chính phủ tường thuật ý của ông Thủ tướng rằng hiện nay theo quy định các cơ quan chức năng giao các mỏ này cho các thể nhân và pháp nhân đáp ứng đủ điều kiện, nhưng thực tiễn kiểm tra cho thấy pháp nhân được giao rất ít mà chủ yếu là giao cho thể nhân. Điều này không sai so với quy định nhưng đã nảy sinh vướng mắc lớn khi nhiều thể nhân găm hàng vật liệu trong lúc chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, khiến cản trở tiến độ, nâng giá, gây cạnh tranh không lành mạnh và nảy sinh nhiều tiêu cực. Ông Phạm Minh Chính nói các nghị quyết của chính phủ đã giải quyết được một phần vấn đề nhưng chưa giải quyết được tận gốc. Và như các bạn đã biết, các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, trung ương đến địa phương thường liên hệ móc ngoặc với nhau để tham nhũng. Việc này có lỗi của cơ quan nhà nước đã không kiểm tra giám sát tổng thể toàn diện quyết liệt để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi quy trình liên quan, cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Ông Chính đã nói như thế. Vấn đề thứ hai là khâu giải phóng mặt bằng. Đây là việc hết sức nan giải, cũng đầy tham nhũng. Trang web của chính phủ dẫn lời ông Thủ tướng rằng muốn giải phóng mặt bằng tốt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án, đồng thời có chính sách đền bù thỏa đáng. Ông Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân đã nhường mặt bằng cho dự án này. Ông Chính tuyên bố tiếp, không phải người dân bàn giao mặt bằng xong, vỗ tay, hoan hô là hết trách nhiệm với người dân. Đây là hình ảnh dự án cao tốc Bắc Nam đã khởi công từ năm 2020, có tổng chiều dài là 2.109 km, đi qua 32 tỉnh, thành phố, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 310.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài là 652 km, trong đó có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Hiện chỉ có 1 trên tổng số 11 dự án đã khánh thành, đó là Cao Bồ - Mai Sơn. Dự án Mai Sơn quốc lộ 45 đạt 59% tiến độ, riêng dự án Diễn Châu - Bãi Vọt mới đạt có 1,5%. Chiều ngày 5 tháng 2, ông Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc công tác thi công Phan Thiết - Dầu Dây khởi công vào tháng 9 năm 2020. Vào sáng ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam cũng thị sát công trình thi công dự án Nha Trang - Cam Ranh, nhưng tình hình thực tế đang tiến triển rất chậm. Lịch sử các dự án này. Vào tháng 11 năm 2017, Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông dài 654 km, chia làm 11 dự án thành phần đi qua 13 tỉnh, thành phố gồm Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long. Khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ có 5 dự án bao gồm Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Nam Định và Ninh Bình, Mai Sơn quốc lộ 45 ở Ninh Bình, Thanh Hóa, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Thanh Hóa và Nghi Sơn - Diễn Châu - Nghệ An, rồi Diễn Châu - Bãi Vọt - Nghệ An - Hà Tĩnh dài 221 km sẽ kết nối với tuyến Pháp Vân - Cầu Rẽ - Ninh Bình. Miền Trung có một dự án là cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và sẽ kết nối với cao tốc La Sơn - Túy Loan ở Huế và Đà Nẵng đã hoàn thành, tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan nối tiếp các cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Ở duyên hải Nam Trung Bộ có 4 dự án cao tốc là Nha Trang - Cam Lâm - Khánh Hòa, Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Bình Thuận và Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Bình Thuận
Phan Thiết, Dầu Dây, Bình Thuận, Đồng Nai. Miền Tây Nam Bộ thì có dự án cầu Mỹ Thuận 2 sẽ kết nối với các dự án cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận và Mỹ Thuận, Cần Thơ đang triển khai để tạo tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Ngoài dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 ở trên, Việt Nam còn định đầu tư 729 km cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, tức là từ năm 2021 đến năm 2025. Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 từ Hà Tĩnh, tức là từ Bãi Vọt, đến Quảng Trị, tức là Cam Lộ, và từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, tức là Khánh Hòa, và từ Cần Thơ đến Cà Mau dài khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần, vận hành độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công. Kế hoạch và dự án như vậy, nhưng thực tế thì có rất nhiều khó khăn. Như đã nói ở trên, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần. Bộ Giao thông Vận tải báo cáo hiện có 7 trên tổng số 11 dự án đang cơ bản đáp ứng tiến độ. 4 trên tổng số 11 dự án chưa đáp ứng tiến độ là Diễn Châu, Bãi Vọt, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây. Chỉ có duy nhất dự án Cao Bồ Mai Sơn đã khánh thành. Đây là hình ảnh vào hôm 4 tháng 2, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn chính thức thông xe qua tỉnh Ninh Bình. Phát biểu tại Ninh Bình vào ngày 4 tháng 2, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhắc về dự án Cao Bồ Mai Sơn. Tại sao dự án lại đúng tiến độ như vậy? Đó là nhờ tin tưởng giao cho địa phương, cụ thể ở đây là ngành giao thông vận tải Ninh Bình, là cơ quan có thẩm quyền. Khi phân cấp, đừng sợ người ta không làm được, không ai có trách nhiệm hơn chính địa phương có dự án chạy qua. Ông Chính nhấn mạnh tiếp, đừng sợ giao cho tỉnh, không có tỉnh nào không làm được, sợ nhất là không dám giao thôi. Đây là mấu chốt của vấn đề, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm tra, giám sát, đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cán bộ. Dự án Mai Sơn quốc lộ 45 đạt 59% tiến độ và các dự án còn lại thì đạt rất thấp, từ 10-14%. Riêng dự án Diễn Châu Bãi Vọt mới đạt có 1,5% và chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành. Mới đây, với nói với trang Kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Nguyễn Văn Thể cho hay, một điểm đáng lưu ý trước đây, toàn bộ dự án thiếu khoảng 65 triệu mét khối đất, đến thời điểm này giải quyết khoảng 55 triệu mét khối, chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu mét khối. Chúng tôi đang tập trung cùng địa phương mở mỏ để đầu năm 2022 có đầy đủ cơ sở tập trung thực hiện dự án. Ông Thể nói tiếp, rút kinh nghiệm giai đoạn 1, hiện nay Bộ đang chỉ đạo tư vấn các ban tổng điều tra mỏ đất, mỏ cát toàn bộ khu vực dự án đi qua, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù gỡ vướng vật liệu làm cao tốc. Cũng hôm 14 tháng 1 năm 2022, trả lời trang Việt Nam Express, ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhắc lại là bài học xương máu. Ông nói, chúng tôi xác định chất lượng là hàng đầu từ bài học xương máu là cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thời gian vừa qua. Lần nào họp tôi đều nêu dự án này khi từ đơn vị dự án, nhà thầu, tư vấn giám sát đều bị truy tố. Đây là bài học cho các cán bộ không đốt cháy giai đoạn. Đây là hình ảnh vào hôm 29 tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát đã truy tố 35 bị can người Việt Nam và 1 bị can người Nhật Bản liên quan đến vụ đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vừa thông xe đã hỏng rất nhiều chỗ. Quốc hội chính thức thông qua chủ trương rót 146.990 tỷ đồng làm cao tốc Bắc Nam. Với 469 đại biểu tán thành, tức là 94%, chỉ có 2 đại biểu không tán thành và 3 đại biểu không biểu quyết. Hôm 11 tháng 1, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trong đó, với tổng mức đầu tư, một số ý kiến cho rằng, theo sơ bộ, tổng mức đầu tư của dự án bình quân là 175,4 tỷ đồng mỗi km, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, tổng mức đầu tư của một số dự án tương tự bình quân là 152,9 tỷ đồng một km. Tổng mức đầu tư của dự án giảm khoảng 16.330 tỷ đồng so với số liệu đề xuất của chính phủ. Cũng theo nghị quyết, sơ bộ tổng đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 bố trí khoảng 119.666 tỷ đồng, chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026-2030 khoảng 27.324 tỷ đồng. Về tiến độ thực hiện, nghị quyết nêu
giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành năm 2025. Theo nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý dự án. Tuy nhiên, với số lượng tham nhũng ở Việt Nam ngày một nhiều, thì dự án rất lớn này khả năng rất nhiều nghìn tỷ sẽ rơi vào các túi quan tham.